Hôm nay là ngày 5 tháng 5 âm lịch. Theo phong tục của người Việt thì ngày này mọi người ăn Tết Đoàn Ngọ. Tết Đoàn Ngọ còn được người Việt gọi bằng cái tên dân dã hơn là Tết Giết Sâu Bọ. Và đây cũng là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Cũng như bao gia đình khác, vào ngày này, gia đình ông Dương Văn Bôn ở thôn 1 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên lại tập trung đông đủ, chuẩn bị lễ vật cúng Tết Đoàn Ngọ, cầu cho một mùa màng bội thu, thuận hòa, may mắn, không có thiên tai, sâu bệnh. Các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, tránh được bệnh tật. Đây là phong tục được truyền từ đời này qua đời khác, trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Cứ mùng 5 tháng 5, thóc thì vào bồ, rơm thì lên đống, mừng cái ngày được mùa theo cổ truyền, lấy các cái cây đá thuốc vào để uống cho nó, chủ yếu là cho nó mát, rơm sảy nó không mọc lên người. Các cụ đề ra là con rể là phải mang ngỗng đến tết bố vợ. Đoan có nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ, ăn Tết Đoan Ngọ là vào buổi trưa. Theo tục lệ, ngày Tết Đoan Ngọ bao giờ cũng có cơm rượu nếp và các loại trái cây mùa hè như mận, vải, đào và phải ăn vào sáng sớm khi vừa ngủ dậy. Mâm cơm cúng dâng lên bàn thờ cũng không cầu kỳ phức tạp nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu với ông bà, tổ tiên. Tết Đoan Ngọ cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau cùng hưởng những thành quả lao động sau một năm làm lụng vất vả. Tổ tiên các cụ đề ra thì thôi, ngày mùng 5 tháng 5 này trước hết là về thắp một nén hương, đồng thời nó động viên các con cháu làm ăn tân tới. Không thể vì văn minh mà đi bỏ đi được, vẫn phải tiếp tục và lưu giữ tất cả những cái cổ truyền và những cái truyền thống của các cụ để lại. Theo dòng chảy của thời gian, nhiều nghi lễ đón Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch không còn duy trì, nhưng đây vẫn luôn là một ngày lễ truyền thống, được người dân gìn giữ lưu truyền, mang ý nghĩa thiêng liêng, nhắc nhở mọi người nhớ về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.